cuộc sống của Hoài Lâm sau thời gian vắng bóng. Ca sĩ Hoài Lâm hiểm hoi chạy lòng cùng thanh niên về cuộc sống hiện tại và sức khỏe sau thời gian tạm ngừng ca hát. Trong dịp giỗ tổ sân khấu vừa qua, Hoài Lâm cùng nhiều nghệ sĩ đã đến dâng hương, tỏ lòng thành kính trước tổ nghiệp. Nam ca sĩ chia sẻ, anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ là quản lý của một đoàn hát cải lương nên ngày giỗ tổ sân khấu luôn có ý nghĩa thiêng liêng. Hoài Lâm bày tỏ anh biết ơn tổ nghiệp, khán giả và đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, yêu thương. Điều đó trở thành động lực để anh cố gắng nhiều hơn cho sự nghiệp và cuộc sống của mình. Chia sẻ về lý do vắng bóng suốt thời gian qua, Hoài Lâm cho biết bản thân tạm ngưng công việc ca hát để rèn luyện sức khỏe cũng như luyện giọng. Nam ca sĩ gốc Vĩnh Long thừa nhận trước đây bản thân từng tăng cân để lộ ngoại hình chưa được đẹp trong mắt khán giả. Điều đó khiến anh thấy áp lực nên quyết tâm thay đổi, cố gắng từng ngày để cải thiện ngoại hình. Giọng ca như những phút ban đầu chia sẻ, tôi muốn rèn luyện sức khỏe, giảm cân để lấy lại vóc dáng. Từ năm ngoái đến nay tôi đã giảm được khoảng 10kg. Tôi giảm cân khoa học bằng cách tập luyện thể dục, ăn uống điều độ chứ không quá khắt khe với bản thân. Mỗi lần tôi sẽ đi đá bóng 3 buổi. Bên cạnh đó, tôi chơi cầu lông, bơi, hít đất nên quá trình giảm cân nhanh hơn. Hiện tại tôi khá hài lòng với vóc dáng của mình. Bên cạnh đó, Hoài Lâm cũng chia sẻ về việc khán giả chê bai phong độ xuống cấp so với trước. Chủ nhân hit Hoa Nở Không Màu tâm sự, chính anh cũng nhìn nhận được vấn đề này, nên quyết định tạm ngừng ca hát, cố gắng tập luyện để lấy lại giọng hát. Tôi phải cố gắng luyện giọng cho tốt, khi nào có được sự tự tin rồi mới dám đi hát lại. Tôi rất sợ những người yêu quý mình thất vọng. Trong khoảng thời gian này, tôi sáng tác, chọn những ca khúc phù hợp để thu âm. Nếu có ca khúc hay và muốn ra mắt, tôi sẽ khoe với mọi người, anh cho hay. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, giọng ca sinh năm 1995 khẳng định anh hài lòng với cuộc sống đơn giản, không gian tiếng và áp lực, được trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Nam ca sĩ nói anh luôn cố gắng sống tích cực, trân trọng những giây phút hiện tại. Tôi không gấp tới tương lai và cũng không nuối tiếc quá khứ, chỉ muốn sống trọn vẹn trong từng giây phút ở hiện tại. Tôi thấy mọi thứ đang khá ổn và hài lòng với nó. Tôi tin khán giả cũng thấy được sự thay đổi tích cực của mình. Tính tôi không muốn hứa hẹn quá nhiều cho tương lai hay đặt ra mục tiêu nào đó, mà chỉ biết cố gắng mỗi ngày. Mong là khán giả sẽ cảm nhận được sự thay đổi của mình, Hoài Lâm chia sẻ. Dù tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm cho biết anh vẫn theo dõi thị trường giải trí, cập nhật xu hướng âm nhạc mới. Giọng ca 29 tuổi chia sẻ anh đánh giá cao tư duy âm nhạc phong cách của Green Event. Obito hy vọng sẽ có ngày được kết hợp cùng các giọng ca trẻ này. Tuy nhiên, dòng nhạc của tôi và các bạn không giống nhau nên chắc sẽ khó. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng làm mới bản thân, nhưng trong khả năng của mình thôi. Tôi tự thấy bản thân mình chỉ ở mức có thể hát hay, tròn bài, được khán giả thích thôi. Còn về tư duy âm nhạc thì mình không thể bằng các bạn trẻ Gen Z được, anh nói thêm.